Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn và truyền thống có sự sụt giảm, khiến tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả năm của tỉnh chỉ đạt 27,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,2% so với cùng kỳ và đạt 77,5% kế hoạch. Với kết quả này, Thái Nguyên đứng thứ nhất trên 14 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Thời gian tới với sự phục hồi sản xuất của nền kinh tế thế giới và trong nước, các doanh nghiệp Thái Nguyên đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hứa hẹn nhiều đột phá mới trong lĩnh vực xuất khẩu